đập cầu nhá, kỹ thuật đập cầu, kỹ thuật đập cầu là tư thế này, tư thế đập cầu này, hay là một cái động tác đập cầu làm sao để cho nó có một quả đập cầu nó chính xác và nó chuẩn nhất nhá. Ok, thì đầu tiên chia sẻ với anh em kỹ thuật đập cầu thì đầu tiên là cái tư thế nhá, tư thế chuẩn bị nhá, nó có nhanh thôi, nhanh gọn anh em ơi. Tư thế chuẩn bị thì chân không cùng với tay đồng hồ đứng trước, chân với tay đồng hồ đứng sau nhá. Đây là tư thế chuẩn bị này, được chưa? Một là tiên kỳ này, học chia sẻ nhá. Hai là khi em mở quần ra này, đúng chưa? Khi em mở quần ra nhá, mọi người nghe nhá, không biết nó đủ nghe không, nhưng mà học chia sẻ những cái quan điểm cá nhân của học, anh em chia sẻ với nhau trong học nhá. Thì đầu tiên này, tư thế chuẩn bị này, chúng ta người luôn đứng thẳng lên, tư thế chuẩn bị này, một này, hai là chúng ta mở, chúng ta xoay người về, được chưa? Khi chúng ta muốn tập cầu học chia sẻ với anh em này thì vai cùng với tay cầm vợt của tất cả anh em phải mở ra, một cách để mở ra nhá. Xoay về này, được chưa? Như thế này, mở vợt ra xoay về, thì vai nó phải mở vươn ra, hai tay vươn lên như này nhá. Đừng có những người nhá, có những người khép lách xoay khép lách như này là sai này, có những người giơ cao quá là sai. Tất cả vai của anh em đều song song với nhau, vai cầm cái tay cầm bò sẽ thấp hơn cái tay cầm bò một chút như này. Ok, bây giờ chia sẻ lại nhá. Thì cách đập cầu này mọi người lưu ý vào này, tư thế chuẩn bị này, chân không cùng với tay cầm bò đứng trước, tư thế chuẩn bị nhá. Chúng ta chia làm ba giai đoạn nhá. Tư thế chuẩn bị là một này, hai là mở quạt ra này, được chưa? Khi mở quạt ra thì lách quạt ra, lách hai tay vươn lên. Mọi người lưu ý này, có nhiều anh em đánh á, có nhiều anh em đánh cầu đó, cái tay trái của anh em đánh thẳng xuống như này, thật sự luôn, có những người đánh như này, đánh như này, đánh như này là sai nhá. Hai tay chúng ta vươn lên, hai tay chúng ta vươn lên như này, được chưa? Khi chúng ta này lên tấc hai này, khi chuẩn bị nhá, hai là xoay về được chưa? Ba là khi chúng ta đập cầu á, ta xoay thôi. Đúng rồi, đúng rồi. 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 Đúng rồ
mọi người có hiểu không ạ? Anh ra đây anh đấy, mọi người lưu ý nhá, mọi người lưu ý em có đập mạch á thì đấy có những cái bước đơn giản thôi. Khi chúng ta mở quần ra này và cái vai chúng ta mở ra vươn lên, xoay vươn hết cái tay lên và điểm tiếp xúc cầu của chúng ta phải trước mặt và chúng ta lúc chúng ta mở quần ra chúng ta chỉ có giữ nguyên thôi, không có dùng lực gì hết. Khi chúng ta bắt đầu đánh vào cổ cầu á, khi chúng ta tiếp xúc cầu chúng ta đổ phát lực mạnh lên thì nó sẽ mạnh. Rồi đây là cái chia sẻ của Hoàng nhá. Thì bây giờ anh em có muốn học chia sẻ cái gì nữa không ạ?